Uống nước lọc à? Em cảm ơn. Từ từ chị Mai, Mai Lê Dân ơi, mọi thứ nó còn phía trước mà, không ai ngồi sớm được trên giấy pháp luật đâu. Mọi người đừng có mỏi, mọi người đừng có mỏi, mọi thứ nó sẽ còn ở phía trước. À, em có giao lưu, nói chung là Thiên La này nó không có một cái chuyên môn gì hết. Thiên La này em cũng không có phản biện với ai hết, tại vì em không có ở thành phố Hồ Chí Minh, em đang ở xa và công việc của em trong hai ngày hôm nay rất là nhiều, cho nên là tới thời điểm này thì em không có một cái chất liệu gì để phản biện ai. Cho nên trong Thiên La này thì chủ yếu là chúng ta sẽ ngồi tâm sự giao lưu, cho nên là anh chị nào mà muốn giao lưu với em thì lên, em mời lên. Đặc biệt nữa là khi mình lên live của em cũng dặn luôn mọi người, công kích ai thì cũng cứ nhẹ nhàng thôi, đừng dùng những cái từ ngữ thô tục, đừng dùng những cái từ ngữ mà bản thân người ta đã dùng rồi mình cảm thấy cái điều đó không tốt. Thì trên tương lai của em á, nó cứ dựa vào cái lý thôi, dựa vào lý để chúng ta phản biện nhau. Em cảm ơn chị Thích Lê à. Mấy bữa nay công việc em bận, cho nên là em chưa có được một cái nguồn nguyên liệu nào hết. À, bữa nào mà em chuẩn bị nguồn nguyên liệu thì đầu phiên live đó, hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều điều để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều điều cùng chia sẻ với nhau, thì lúc đó sẽ có nguyên liệu để mà em phản biện. Mà thường những phiên live mà có phản biện thì nó sẽ rất hấp dẫn. Đấy, em sẽ căn cứ vào những gì người ta nói, em phản biện trở lại thôi. Đó, chứ không có phải là em dùng những cái từ thô tục. Có anh chị nào muốn lên live của em không nè, muốn lên live thì gửi mời đi, gửi cái lời yêu cầu em mời lên. Em cũng không hiểu sao giờ một cái bình luận của em nó mất tiêu quá. Bên UTUBE thì có, mà bên PT tiêu rồi, không có thấy bình luận kỳ lạ nha. Có anh chị nào muốn lên với em không? Cho mình giao lưu về vấn đề. Dạ rồi, em mời Khoa Phượng 39. Đây em mời nha. Em mời Hoa Phượng 389 lên nè. À, dạ. Xin lên đi đi chị Hoa Phượng ơi, em thấy chị rồi, chị xin giùm em đi rồi em. Đây rồi em thấy. Ok, em mời chị. Dạ, mọi người mà muốn nhận mẫu đơn thì vui lòng nhắn tin cho em nha, em gửi cho. Dạ, em chào Hoa Phượng. Luật sư nghe rõ mà. Dạ, mọi người nghe rõ ạ. Xin chào luật sư, chào mọi người trên đường live của luật sư nhé. Dạ. Thật ra thì là mình hôm nay mới là ghé vào đường live của bạn là lần đầu tiên. Nhưng có theo dõi một số cái live stream của bạn. Thì thật ra cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Mình cũng không còn trẻ nữa. Mình cũng thật sự là mình không biết về TikTok đâu. Thế thì các cháu nó mới cài đặt cho mình thì mình mới biết xem vậy thôi. Thế thì gần đây thì mình có theo dõi ở trên mạng thì có một số cái thông tin mà mình thực sự là mình bán tín bán nghi, tức là cũng không lấy gì được chắc chắn cho nó lắm. Thì xem qua xem lại nhiều lần thì thấy có một số cái video mà theo như cái sự hiểu biết cá nhân của mình đấy là không có sự cân nhắc ở đây. Thì mình cũng nên xin nói thế này, mình là người Bắc. Thế thì gia đình nhà mình thì là có bố đẻ, bố vợ là du kích kháng chiến chống Pháp. Nhà mình có ba liệt sĩ. Là hiện nay mới tìm thấy có một người là có hài cốt thôi, còn một người hy sinh ở chiến trường biên giới Tây Nam là Việt Nam và Campuchia là không thấy xác. Và còn một người nữa, tức là đi từ những năm 1968 là theo lời của Bác Hồ để vào giải phóng miền Nam, cái cuộc cách mạng giải phóng miền Nam đấy là không thành công nên người chú ruột của mình đã không quay về nữa. Và mình cũng đã bỏ rất nhiều công sức đi tìm mà cũng mang được hài cốt của người chú ruột mình về.
xung quanh hàng xóm nhà mình thì có rất nhiều thương binh, có người thì mất hai con mắt, có người thì mất hai bàn tay, có người thì mất một chân một tay. Thế thật ra nói thì từ khi mà mình xem vài cái clip mà nói về cái chữ tổ quốc ghi công thì tôi lại đầu lên tôi nhìn thấy cái chữ tổ quốc ghi công của tôi, của gia đình nhà tôi. Nó qua năm tháng nó là cái giấy bồi ngày xưa nó đã ải mục rồi, và nó vẫn có khung kính nghiêm trang như vậy, bởi vì cái này không thể mang phục chế hay cũng không thể mang in lại được, bởi vì cái này không phải ai cũng cầm được và ai cũng làm được, mà phải có cơ quan chức năng, tức là ví dụ như ngày xưa là Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký thì cái bằng tổ quốc ghi công này mới có giá trị đối với mọi người trên đất nước Việt Nam này. Vậy thì hôm nay thì cũng xin chia sẻ với luật sư và tất cả những quý vị khán giả đang ở dưới đường này của luật sư, thì tôi cũng xin thành thật nói như thế này: một đứa trẻ đã là công dân Việt Nam, một đứa trẻ chỉ cần tới bước vào tuổi thứ 7 thôi, tức là đi học lớp 1, chứ chưa nói lớp mầm, lớp lá đâu, thì các cô giáo đã dạy cho bài hát quốc ca. Đấy là việc thứ nhất. Tất cả những con, những cháu của cô chú anh chị đang ở trên đường lai của bạn luật sư này đều thuộc bài hát quốc ca này. Cũng xin nói với cô chú anh chị, với các bạn đang ở trên đường lai của bạn luật sư này, một người dân bình thường nếu khi nghe thấy lời bài hát quốc ca này cất lên ở bất kỳ nơi nào, loa công cộng hay ở một công sở nào đấy, người ta có công việc về hoạt động văn hóa chính trị, người ta đều cảm thấy đây là một sự rất nghiêm trang và rất tôn trọng cái tự hào dân tộc Việt Nam này. Đây là cái thứ nhất tôi hiểu nôm na là như thế. Thì những đứa trẻ nhỏ nhất tôi chỉ gọi là hơn 6 tuổi thôi, nó đã thuộc hát này rồi. Và các thầy cô ở nhà trường trong khi dạy đút nó ăn cháo ăn sữa cũng đã truyền dạy cho nó như thế nào là sự thiêng liêng của tổ quốc, như thế nào là sự thiêng liêng của bài quốc ca rồi. Cái bài quốc ca trong những cái vinh danh nhất cho những bác thương binh liệt sĩ và những gia đình có công với cách mạng, khi người ta nằm xuống thì cái vinh dự cuối cùng người ta là được phụ đến quốc kỳ của nước Việt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này trên cái linh cữu của người đã mất, và sau đó phải làm lễ hạ quốc kỳ xuống, nó nghiêm trang như thế. Thì đấy là tôi nói sơ bộ về cái hiểu biết của tôi về cái sự nghiêm trang và cái quý giá của lá quốc kỳ của nước Việt Nam, của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thứ hai là cái chữ tổ quốc ghi công. Thì cái này tôi xin nói với luật sư, với xin nói với cô chú anh chị đường lai của luật sư như này: không phải dễ gì mà ai muốn là cũng được cái chữ tổ quốc ghi công. Nếu như nó rẻ mạt và có thể dùng sự quen biết mà kiếm được cái chữ tổ quốc ghi công này thì nó lại là rất bình thường. Bốn cái chữ tổ quốc ghi công này Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam và những người máu đỏ da vàng sống trên mảnh đất hình chữ này đã phải ghi bằng máu, và bây giờ phải in nó bằng chữ vàng. Không phải dễ gì ai muốn có là có. Bất kỳ các bạn và cô chú anh chị ở trên đường lai của bạn luật sư này cứ thử nghĩ xem, đến bất cứ nơi nào mà có dòng chữ tổ quốc ghi công, mỗi con người Việt Nam đều phải tỏ ra sự tôn kính nhất định. Đây nó rất thiêng liêng với cái bốn chữ tổ quốc ghi công này, bởi vì ở nơi đây cho dù là biểu tượng thì cũng là mang linh hồn của hàng triệu triệu các anh hùng đã hy sinh nằm xuống để cho đất nước Việt Nam mới có hòa bình, độc lập và ổn định chính trị như ngày hôm nay. Vậy thì không dễ gì
là cái chữ tổ quốc ghi công này muốn trao cho ai đâu, muốn ai thích thì có đâu. Nhưng gia đình nhà tôi đã phải có tới ba thế hệ và có tới ba liệt sĩ đã nằm lại ở nơi rừng xanh núi thẳm không về nữa. Các bạn có thể vào trang cá nhân của tôi xem được bức thư của chú ruột và anh ruột tôi viết cách đây 50 năm. Viết từ dưới những cái hầm chữ A trước khi vào trận đánh để gửi về quê hương. Những người viết lá thư này là biết được trận đánh trước mắt sẽ hết sức khốc liệt, có thể không với bà nội của tôi, với mẹ của tôi, tức là anh tôi và chú ruột tôi, có thể không về nữa. Đã viết những lòng thư của mình để gửi về quê hương, để nói đến cái nỗi nhớ, niềm thương quê hương đất nước và sự gương mẫu của một người con dân Việt Nam để đi chiến đấu giành lại độc lập cho dân tộc. Cuối cùng, gia đình tôi sẽ được lại bốn chữ là tổ quốc ghi công. Vậy thì bốn cái chữ này đã quý giá đối với những người có gia đình và có thân nhân đã nằm lại ở nơi chiến trường xa, rừng xanh núi thẳm, mà đến bây giờ ngày rỗ vẫn đang không chính xác đấy nhá. Tức là người ta chỉ ghi là hy sinh ngày tháng năm đấy ở mặt trận phía Nam thôi. Không biết phía Nam thì nó nhiều, từ phía tuyến 17 đổ vào. Nói tóm lại là ngày rỗ không chính xác nữa. Vậy thì đến ngày hôm nay mới có cái chữ bốn chữ tổ quốc ghi công. Thì tự hỏi rằng là một người nếu được vinh danh, xin quay lại vấn đề một tí là để luật sư và mọi người thông cảm, là nếu được vinh danh là hoa hồng thì phải người có tài đức vẹn toàn. Theo các cụ nhân xưa nói là có tài, còn có trí và có cả nhan sắc nữa thì mới được gọi là hoa hồng. Chứ hoa hậu đây không phải là chỉ mang cái hình ấy về xác thịt. Ở đây hoa hậu là phải có trí tuệ, và ít nhất, tối thiểu nhất phải là người công dân Việt Nam và yêu nước Việt Nam. Nếu không làm được gì cho đất nước Việt Nam này thì cũng phải là người dân bình thường và phải có cái xác thịt. Tôi gọi tạm gọi là đẹp đi, để cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Ở đây được vinh danh là hoa hậu hòa bình của thế giới, mà lại đi phát ngôn những cái mà tôi không thể nhắc ở đây. Bởi vì nếu như Phương Lê phát ngôn ở một cái nơi công cộng hoặc là một cái khu nào đấy mà đông người đông thì chắc là không ổn rồi. Ở đây chỉ lấy một cái live stream, tức là mọi người không thể gặp trực tiếp và không thể nói trực tiếp được. Vậy thì qua cái live stream của bạn luật sư thì mình xin gửi tới gọi là cô Phương Lê này, bởi vì chắc mình phải lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi, bởi vì chắc đáng tuổi chú rồi, vì năm nay hơn 60 tuổi rồi. Nên cũng gửi tới cô Phương Lê này, nếu đã làm người thì đừng vì một cái gì đấy lợi ích nho nhỏ hay một cái cần te nào đấy để mà mưu lợi bán một cái mặt hàng nào đấy. Mình có thể làm việc khác, có thể làm một cái trò chỗ nhăn hoặc bất cứ cái gì khác cũng được. Bởi vì xã hội bây giờ người ta bán các cái chơi tình dục, các cái nước kích dục, người ta có thể cởi trần ra hoặc người ta có thể cho xem đủ thứ để người ta bán hàng. Cái chuyện thì nó không ảnh hưởng gì lắm, cũng không ảnh hưởng gì lắm đối với xã hội, chỉ ảnh hưởng đối với bản thân con người thôi. Nhưng ở đây Phương Lê đã mang cái hình ảnh, mang cái giá trị của những anh hùng dân tộc để so sánh đối đến với một cái thứ gọi là 50% dân số Việt Nam người ta không thích kiểu như thế, tức là mang một rất là bậy bạ mà đã đi ví dụ so sánh đến một cái thiêng liêng của đất nước, thiêng liêng của dân tộc. Cái đất nước này
cha ông chúng ta đã phải đổ nhiều xương máu xuống cho đến thế hệ ngày nay, từ Hồ Chí Minh đến các vị lãnh đạo tiền bối, các vị anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã đổ biết bao nhiêu xương máu mới có cái nền độc lập ngày hôm nay. Vậy thì nếu như mà để mà so sánh một cái sự lớn như vậy mà với một cái thứ sau người ta gọi là bị ổi đi, thì như vậy có đáng. Ở đây tôi hôm nay cũng nhân tiện để tôi nói luôn là ở đây không thể nói là ta vô tình hay cô ta không kìm chế được cảm xúc, bởi vì có hai cái video. Một là cô hát đoàn quân, mỗi một người Việt Nam mà nghe đấy cái bài tiếng quân ca thì nó thiêng liêng, chắc cô chú anh chị cũng thỉnh thoảng vẫn nghe. Một khi bài tiếng quân ca mà được cất lên thì mỗi người Việt Nam mình để được nhớ lại, nhớ lại những cái cảnh được đoàn quân, rồi nghĩ đến cái cảnh miền Bắc chi viện cho miền Nam như thế nào để mới có giải phóng dân tộc ngày hôm nay. Thứ hai là cô, tức là ở đây tôi khẳng định là cô này không thể là vô tình, không thể là vô tình, bởi vì vô tình chỉ một lần thôi thì có thể gọi là vô tình, bởi vì cô tới có hai lần. Vậy thì cái trong cái tư tưởng và suy nghĩ của cô ta nó mang nặng cái sự coi thường và cợt nhả đối với những cái sự thiêng liêng của đất nước Việt Nam mình. Thì nhân đây tôi chỉ xin phép ngắn gọn như vậy để gửi tới cô chú anh chị trên đường live của luật sư, và xin gửi tới luật sư này sự ủng hộ của tôi để luật sư có thể tăng thêm cái sự cổ vũ động viên để gửi những cái lá đơn của đại diện những người mà đã hy sinh cho đất nước Việt Nam này tới những cơ quan chức năng để làm sao có biện pháp răn đe đúng mức. Bởi vì nếu như mà chỉ vì mình cứ ăn sàng nói quậy ở trên cộng đồng mạng rồi bị xử phạt hành chính mấy chục triệu, thì có những người họ sẽ có tiền, họ cũng nên ăn sàng nói quậy như vậy rồi để lại xử phạt một số tiền vật chất nho nhỏ như vậy, thì pháp luật năm nó sẽ cảm thấy nó giống như một cái thứ gì đấy nó không đúng. Vậy thì rất mong luật sư cùng với đoàn luật sư của luật sư gửi tới cơ quan chức năng và nhà nước để có những cái biện pháp xử nghiêm minh để răn đe không phải đối với cô Hoàng Phương Lê này và đối với những một số những kẻ khác mà đã đang ăn cơm trên và sinh sống trên đất nước Việt Nam, đang kiếm lợi từ trên đất nước Việt Nam mình mà lại phỉ báng nên cái sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ và sự tự tộc của Việt Nam mình. Cái này tôi rất mong là sự mạnh dạn, cho dù là tốn kém thời gian, bởi vì khúc trước tôi cũng có xem là sự tâm sự rồi, bởi vì kinh tế và cuộc sống nó khó khăn và ít người hay khác ủng hộ thì mình cũng không biết tặng hoa, mình cũng không biết tiền, nhưng mình gửi lời cảm ơn tới luật sư và mong rằng luật sư cùng với bạn bè của luật sư cố gắng dành để gửi tới các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước những lá đơn để cho người ta vào cuộc, mục đích là để răn đe những kẻ có mưu đồ giống Hoa hậu Phương Lê này. Xin cảm ơn luật sư, cảm ơn mọi người trên đường live của luật sư đã lắng nghe. Con cảm ơn bác nhiều nha. Để con cái mic của bác xong rồi con sẽ nói lên cái điểm của con. Nói chung là thật sự là thường là những phiên live mà mình không có chuẩn bị á, thường những phiên live mà khi Nam không có chuẩn bị á, cái cảm xúc của những phiên live đó nó đôi lúc đó nó từ những sự chân thật nhất, nó đến từ cái sự chân thật nhất. Thì Nam nói lại từ đầu cảm xúc của Nam khi mà nghe bác Hoa Phượng tâm sự.
bác lần tập. Thì ngay cái độ chỗ này luôn thì con cũng nói với bác là chúng ta là Việt Nam một nhà. Không có miền Bắc thì sẽ không có miền Nam. Tại vì trong lịch sử phát triển của đất nước của chúng ta đó, là từ hồi cao, từ những khi mà chúng ta lập quốc, từ thời Lý, Đinh Lê, Lý Trần, từ xưa ra chỉ có một nhóm nhỏ miền Bắc thôi. Rồi sau đó phát triển để cho chúng ta có được hình hài của một cái đất nước Việt Nam từ ép như ngày hôm nay thì chúng ta là Bắc Nam một nhà. Cái điều thứ hai cho mọi người đến với chí chú nữa đó là cái giọng cũng rất ấm áp, rất truyền cảm, và đặc biệt là khi nghe chú cất lên giọng đó là nó cảm giác nó thân thiết lắm. Tuy rằng con chú không có mở hình cho con xem, nhưng mà khi nghe giọng chú thì con cảm thấy là gần gũi với con. Không biết là cảm xúc mà Nam đang có đó, anh chị trên hai cái đường like của em đó, có cảm nhận giống em hay không? Mọi người hãy cho em cái cảm xúc của mọi người như thế nào. Và cái điều nữa đó là cái nội dung bác truyền tải nó quá cảm động bác ạ. Nói chung thật sự là một cái người thanh niên như con, nói thanh niên như con thì tại vì con sinh sao vậy không, cho nên những cái mất mát to lớn của ông bà con chỉ có thể nghe được trong lời kể thôi, tức là chỉ nghe được trong lời kể của ông bà mình, của người thân mình, hoặc là học trong lịch sử thôi. Nhưng mà thông qua cái câu chuyện của chính cuộc đời gia đình bác, con cảm nhận mất mát đó từ những người cha, người chú, người anh hy sinh ra đi khi còn thanh xuân rất trẻ, ngày về không có, đến xương tàn cũng tìm không được. Nói đến đây con nói thật là con rất là xúc động, tại vì người Việt Nam và đặc biệt người Á Đông của mình là rất là coi trọng nhập ngũ di an, tức là khi mà mình mất hoặc là con mình ở đâu, cháu mình ở đâu, người thân mình ở đâu, mình vẫn mong mỏi mình tìm về. Nhưng mà trong câu chuyện của bác con cảm nhận được là cái nỗi đau thương nó lớn. Và cái đặc biệt nữa là khi các bác hiện tại có cảm nhận được là bác nói là bác cũng đã ngoài 60 thì có lẽ là bác cũng đã hưu rồi. Nhưng cái cách bác truyền tải con nghĩ là hồi còn trẻ cũng như là trong quá trình hoạt động làm việc bác cũng là một người trí thức. Và trên đường lai này con thay mặt tất cả những anh chị cô chú mà đang theo con thì thường là người ta nói là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Thì những anh chị cô chú nào đang theo dõi con thì hầu như cũng sẽ có suy nghĩ giống bác, bức xúc. Có những cái điểm nhấn trong cái câu chuyện bác truyền tải có đôi khi muốn rơi nước mắt, đó là sự thật. Tại vì đôi khi cái cảm xúc nó dâng lên đó, một cái cảm xúc bác mang đến đó, nó có một cái gì đó nó có một cái gì đó là mình cảm thấy mình có lỗi với tiền nhân của mình có lỗi thân của mình. Mà cái đẹp ở trong đây là bác hoàn toàn dùng tất cả những ngôn từ rất đẹp từ đầu chuyện chia sẻ của bác cho đến khi bác kết thúc cái chia sẻ của bác, nó logic một cách kỳ lạ. Và đặc biệt là ngôn từ bác sử dụng để truyền tải cái thông tin, bác truyền tải cái suy nghĩ của bác đó, nó đẹp dưới mắt Nam là nó đẹp lắm. Cho nên Nam mong mỏi anh chị nào có cái kỹ thuật đó, cắt cái đoạn mà bác trình bày á, lan tỏa giúp Nam. Không có cái gì mà nó đẹp bằng cái câu chuyện của cái người thật nha. Người thật việc thật đó, nó đẹp lắm. Cho nên là có nghĩa là anh chị nào có cái kỹ thuật biết cắt đoạn video đó, giúp Nam cắt ngay cái đoạn mà bác truyền tải đó, tức là cái đoạn đó nó sẽ đi vào lòng người đó. Tại vì nó đẹp quá. Tuy rằng là không có chuẩn bị trước, không phải là một bài văn viết ra để lấy điểm, đẹp là những gì bác truyền tải là Nam cảm thấy nó thật. Nó rất thật. Nghe đến đâu là nổi da gà được đó. Một lần nữa là con xin cảm ơn bác đã dành thời gian ghé qua cái đường live của con. Con cảm ơn bác tôi đang những cái hình ảnh cũng như là kể về câu chuyện của chính gia đình của bác, rất là cảm động đấy. Mọi người để ý đi, có phải là mình ăn hiếp người ta đâu, có phải là chúng ta đang ăn hiếp người ta đâu. Nhưng mà khi mà bên mình đưa lên một cái quan điểm, đưa lên một cái lý luận, hoặc là đưa lên một cái luận điểm để bảo quan điểm của mình, để bảo vệ cái lý tưởng của mình, mọi người nghe thấy nó đẹp không? Chú mình nghe nó có đẹp không? Nó quá đẹp mọi người ơi. Em nói một câu mà Nam rất là thương, mà tới bây giờ Nam vẫn vậy nè. Bác không có biết tặng hoa.
mới sử dụng cái dịch cái nền tảng này thì cháu của bác lập cho bác yên tâm, bác giống con cũng không có biết tặng hoa, con cũng không biết nhận hoa luôn. Nhưng cái cuối cùng là cốt lõi, cái nhân văn mà chúng ta đem lại đến cho nhau nó đẹp và nó những ngàn vàng nó quý giá, không có tiền bạc nào đổi được hết, không có tiền bạc nào mà đánh đổi được hết. Một lần nữa trên đường live của con thấy mặt hơn 2000 anh chị cô chú đang xem live, hơn 2000. Con gửi lời cảm ơn chân thành đến bác. Ngày mai con nghĩ là cái đoạn mà tâm sự của nó sẽ tràn ngập trên các cái nền tảng mạng xã hội. Một lần nữa con chúc bác sức khỏe. Có duyên thì trong những đường live của con, bác có muốn kể gì thì con mời bác lên live bác nha. Con xin cảm ơn bác.